Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Các học sinh yêu quý, ở bài học số 8, chúng ta cùng thầy tìm hiểu đầy đủ về điện năng và công suất điện rồi. Vậy thì ở bài học số 9 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy tìm hiểu vấn đề nào? Thì thầy giới thiệu cho các em nội dung hôm nay, đó chính là định luật ôm đối với toàn mạch. Cái nội dung định luật ôm đối với toàn mạch này nó sẽ liên quan đến vấn đề gì? Thì thầy xin giới thiệu qua một chút cho các em. Như chúng ta đã biết đấy, có một số cái loại pin nhé, thường dùng trong cuộc sống hàng ngày đấy, mà khi ta dùng lâu ấy, hoặc là để lâu thì điện trở trong của cục pin ấy, thì nó sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ trở nên khá là lớn. Chính vì lý do đó mà cường độ dòng điện do pin sản ra đấy, trong một cái mạch điện kín, nó sẽ trở nên khá là nhỏ. Vậy thì cái cường độ dòng điện này nó có biểu thức liên hệ như thế nào, hay nó có mối quan hệ gì với suất điện động E của nguồn điện, điện trở trong và các yếu tố của mạch bên ngoài nữa? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ đi cùng thầy tìm hiểu về cái mối quan hệ này. Thì nó chắc chắn rồi là nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái gì các bạn nhỉ? Đến định luật ôm đối với toàn mạch. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu luôn cùng thầy về định luật ôm đối với toàn mạch. Để đưa ra được cái định luật ôm hay là cái biểu thức định luật ôm đối toàn mạch thì chúng ta sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp lý thuyết. Lý thuyết đây thầy sẽ dùng đó chính là định luật bảo toàn năng lượng và định luật Joule-Lanczer mà chúng ta đã được học ở bài học số 8. Phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ dùng thực nghiệm để chúng ta sẽ khảo sát cái mối liên hệ của cường độ dòng điện qua cái suất điện động E và điện trở trong, điện trở bên ngoài của các mạch nữa. Đó là yếu tố mà chúng ta cần khảo sát. Nhưng mà vì không thể làm thực nghiệm trực tiếp cho các bạn được nên thầy xin được phép giới thiệu phương án số 1. Còn phương án số 2 là thực nghiệm thì thầy sẽ giới thiệu qua cách làm thực nghiệm thế nào để cho các bạn hiểu rõ. Còn bây giờ chúng ta sử dụng cho thầy phương án thứ nhất để tìm hiểu. Thì đầu tiên ấy, chúng ta cần phải tìm hiểu thầy về toàn mạch cái đã. Toàn mạch đây thực ra nó là một cái mạch điện kín, đúng không? Nó phải chứa nguồn điện là điều chắc chắn rồi. Nhưng mạch điện kín đấy mà chúng ta được xét đơn giản nhất trong chương trình vật lý trung học phổ thông là một cái mạch điện nó có sơ đồ như hình vẽ thầy cho các bạn đây. Nó là gồm có một cái nguồn điện thế này, có suất điện động là E nhá, điện trở trong là R. Nó được nối với một cái mạch ngoài. Mạch ngoài này thì được đặc trưng bởi những cái vật dẫn có điện trở là RN. RN này là R ngoài, nghĩa là nó bao gồm điện trở của tất cả các cái phần tử dẫn điện ở bên ngoài này này, kèm với đó là những điện trở của dây nối với hai cực của nguồn điện, mình gọi chung cho thầy gồm tất cả lại là RN. Thì đương nhiên là khi đó trong mạch nó sẽ có một cái cường độ dòng điện Y, đúng không? Là do cái nguồn này này nó tạo ra mà, vì nguồn điện nó sinh công, được chưa? Thì nó sẽ làm cho một lượng điện lượng Q, đúng không? Di chuyển trong mạch trong một khoảng thời gian T. Đấy. Thì khi điện lượng di chuyển thì tạo ra một cái dòng điện Y. Và nguồn điện thực hiện công của nguồn điện khi đó làm gì các bạn biết không? Nó sẽ chuyển hóa, đúng không, thành năng lượng ở đâu? À, trong trường hợp này của chúng ta này, mạch ngoài là các vật dẫn thì có điện trở, thì dòng điện đi qua thì nó sẽ tiêu thụ năng lượng điện ở dạng tỏa nhiệt, đúng không? Thậm chí là cái điện trở trong bên trong nguồn này nó cũng sẽ tỏa nhiệt. À, như vậy là gì? Cái công của nguồn điện lúc này, được chưa, nó được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt lượng ở bên các vật dẫn bên ngoài mạch, được chưa? Và gì các bạn nhỉ? Và điện trở bên trong nguồn. Vậy chúng ta sẽ áp dụng luôn cho thầy định luật bảo toàn năng lượng trong trường hợp này là gì các bạn biết không? Là A nó sẽ là bằng Q, công của nguồn điện, được chưa? Sẽ bằng gì đây? Nhiệt lượng tỏa ra trên tất cả các vật dẫn có điện trở cả bên ngoài và cả bên trong nguồn. Các bạn nhớ nhá. Vậy bạn chỉ cần xác định được cho thầy cái biểu thức của A và biểu thức của Q là ta có thể được đưa ra được ngay cái mối liên hệ mà chúng ta đang cần tìm hiểu ở đây. Đó chính là liên quan đến điện lực ôm. Bây giờ ta có luôn thầy. A đó là công của nguồn điện, được chưa, thực hiện trong thời gian T. Thì khi đó có một cái lượng điện lượng là Q, đúng không? Nó di chuyển ở bên trong mạch kín của chúng ta. Vậy thì công của nguồn điện khi đó các bạn biết rồi. Bài học hôm trước thầy nói rất là kỹ rồi, được chưa? Nó chính là bằng Q nhân với E. Ở đây là dòng không đổi, là người ta dùng pin, được chưa? Vậy thì rõ ràng là gì? Q nó sẽ là bằng cường độ dòng điện nhân với thời gian. Là vì cường độ nó không đổi mà các bạn, được chưa? Vậy ta sẽ thay thầy Q nó bằng Y nhân T, ta có được ngay A nó bằng E T. Cái này biết rồi nhá. Được chưa? Tương tự vậy các bạn cũng xác định được cho thầy nhiệt lượng tỏa ra ở đâu? Ở cả điện trở ngoài R và cả điện trở trong R nhỏ bằng cái phương pháp là sử dụng định luật Joule-Lanczer, đúng không? Các bạn đã suy được ngay thầy luôn. Q nó chính là bằng Y bình nhân với điện trở của mạch ngoài là RN nhân với T cộng với Y bình nhân với R nhỏ nhân với T. Đây là gồm có hai phần nhiệt lượng ở mạch ngoài
và ở gì đây? Ở điện trợ trong, các bạn chú ý nhá. Còn ở trên đây thầy đang viết cho bạn là giờ ngoài là giờ N. Đấy, bạn nào mà thắc mắc thì muốn viết thêm chữ N vào thầy, được chưa? Bây giờ mình có A bằng phi rồi, được chưa? Thì các bạn đã suy cho thầy cho hai cái bốn thức này nó bằng nhau này, được chưa? Các bạn thấy không? EIT nó sẽ bằng Y bình giờ N nhân T cộng với Y bình giờ nhỏ nhân với T. Các bạn rút gọn được cái gì? Rút gọn được thời gian là một phần này, rút gọn được cường độ dòng điện Y, đúng không? Một lần thì bạn rút gọn đi thầy, bạn đã suy được ngay thầy. Khi đó xuất điện động E nó sẽ là bằng Y nhân giờ N cộng với Y nhân giờ nhỏ. À, các bạn thấy không? Cái Y nhân giờ N nó chính là cái gì? Nó chính là cái hiệu điện thế ở hai đầu của mạch mạch ngoài. Còn cái thằng Y nhân với giờ nhỏ nó cũng là hiệu điện thế ở đâu? Ở trên cái điện trở trong, tức là độ giảm thế đấy. Như vậy đây là thấy ngay này, xuất điện động E nó bằng độ giảm thế của mạch ngoài cộng với độ giảm thế của mạch gì? Của điện trở bên trong hay là của mạch trong luôn. Vậy ta suy được ngay thầy, xuất điện động E nó chính là bằng gì đây? Tổng độ giảm thế của mạch ngoài và mạch trong. Đây cũng là một cách phát biểu của điện lực ôm cho toàn mạch. Đây là cái mà ta có này các bạn này, đúng không? Đây có cường độ dòng điện không? Đây có xuất điện động E chưa? Có điện trở trong, điện trở ngoài chưa? Và đây chính là mối liên hệ của gì? Của cường độ dòng điện, được chưa? Thông qua xuất điện động E và điện trở trong, điện trở mạch ngoài. Đấy. Và ta thường có thể viết lại được cái biểu thức này ở dạng đẹp hơn theo đúng theo cách mà điện ôm ta hay dùng. Ví dụ ở lớp 9 ta dùng là Y nó bằng U chia R, đúng không? Thì đây ta cũng thể hiện được cho thầy là gì? Y nó sẽ bằng gì? Bạn rút ra sẽ bằng xuất điện động E chia cho Rn cộng với R nhỏ. Như vậy ở đây ta đọc ngay bằng phát biểu bằng lời được này. Cường độ dòng điện Y trong mạch điện kín nó sẽ tỷ lệ thuận với xuất điện động, đúng không? Của nguồn điện. Vì cứ trên tử số là tỷ lệ thuận thôi, đọc rất là dễ, đúng không ạ? Và nó tỷ lệ nghịch là dưới mẫu này. Tỷ lệ nghịch với gì? Rn cộng với R trong thì mình gọi chung cái này thầy đó chính là gì? Là điện trở toàn phần. Các bạn nhớ nhá, cả cái thằng Rn cộng với R nhỏ này nó là điện trở toàn phần của cả mạch. Đấy, như vậy là tỷ lệ thuận với xuất điện động, tỷ lệ nghịch với gì? Với điện trở toàn phần của cả mạch. Đấy, đó chính là cách phát biểu của điện lực ôm theo cách dùng công thức ở đây. Và các bạn ghi nhớ thầy cái bộ thức này nhá, rất là dễ suy ra, nếu mà quên thì hoàn toàn làm được. Là vì nó đều có sự liên hệ với bài học trước cả, chứ không phải là đùng phát ta có được ngay. Các bạn chú ý thầy. Còn cách làm thực nghiệm kiểm tra thế nào thì thầy sẽ nói sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thầy cái trường hợp về hệ quả ta thu được. Là khi đó ta rút được cho thầy cái hiệu điện thế hai cực của nguồn điện, đó chính là cái thằng UAB của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn rút được cái bộ thức này. UAB thì nó chính là bằng Y nhân với Rn, được chưa? Vậy thì cái độ giảm thế mạch ngoài nó chính là UAB ta cần xác định. Ta suy được ngay cái thể cái UAB này sẽ bằng xuất điện động E ta trừ cho Y nhân với R. Các bạn sẽ có được ngay biểu thức này. U mạch ngoài, được chưa? Hiệu điện thế mạch ngoài nhá. Đấy. Bằng xuất điện động E của nguồn trừ cho gì đây? Tích của Y nhân R nhỏ. Đây chính là gì nhỉ? Độ giảm thế của mạch bên trong. Đây là mạch trong nguồn. Được chưa? Ta để ý thầy cái này một chút này. Tại sao thầy đưa thêm cái này? Là vì cái này chúng ta có thể xác nhận được bằng quá trình làm thực nghiệm. Vì sao bạn biết không? Chúng ta chỉ cần tìm được cái mối liên hệ của hiệu điện thế mạch ngoài thông qua cường độ dòng điện Y. Nếu nó ra được chúng ta một cái dạng hàm số thà thể hiện được đúng cái hàm này, nó chính là một đường thẳng này các bạn này. Là đường thẳng nghịch biến. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy tìm hiểu ở cái phần phương pháp thứ hai là phương pháp thực nghiệm. Chúng ta sẽ kiểm tra được điện độ ôm thông qua cái hệ thức này là được. Là vì nó cũng là hệ quả của những cái trên, nên chúng ta chỉ cần làm thực nghiệm xác nhận được cái hệ thức này nó có, nó tồn tại, được chưa? Bằng thực nghiệm là ta có thể chỉ ra được là điện ôm này nó đúng cả lý thuyết và đúng cả thực nghiệm nhá. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cùng thầy tìm hiểu luôn cái cách mà chúng ta làm thực nghiệm như thế nào. Thực nghiệm của chúng ta lúc này cần làm đấy là chúng ta cần phải xác định được cho thầy cái sự phụ thuộc của hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài, tức là UAB, được chưa? Thông qua cường độ dòng điện trong mạch kín. Là vì hiệu điện thế ta dùng bằng vôn kế đo được, được chưa? Cường độ dòng điện thì ta dùng ampere kế đo. Vậy đo như thế nào? Thì ta để ý thầy cách làm thực nghiệm như sau. Đây, sơ đồ làm thực nghiệm của chúng ta sẽ là sơ đồ như hình vẽ bên đây thầy cho các bạn, đúng không? Trong trường hợp này, mạch ngoài của thầy lúc này là sẽ có thêm một cái biến trở nối tiếp với cái điện trở R0. Tại sao lại có biến trở? Là vì phải có biến trở thì các bạn mới thay đổi được gì nhỉ? Thay đổi được cái điện trở của mạch ngoài, đúng chưa? Thì khi đó ta mới thấy được cái sự thay đổi của hiệu điện thế mạch ngoài, đúng không? Tức là sau qua số chỉ có vôn kế này, đúng không ạ? Và cường độ dòng điện nó cũng sẽ thay đổi tương ứng nữa. Thì ta sẽ ghi lại thầy qua cái thằng gì đây? Qua cái thằng ampere kế, đúng không? Ampere kế là đo dòng của mạch Y ở đây cũng chính là mạch chính của chúng ta này.
được chưa? Thì nó phải mắc nối tiếp, đúng không ạ? Đấy. Còn thằng vôn kế là cần đo điện áp giữa hai đầu AB thì ta sẽ mắc song song. Còn mạch ngoài chúng ta nó sẽ là có cái biến trở này để gì nhỉ? Để làm thay đổi giá trị của điện trở mạch ngoài, và từ đó sẽ thay đổi được cái giá trị của điện áp U, và đi kèm với đó là gì nhỉ? Là cường độ dòng điện. Chúng ta sẽ ghi lại các cặp giá trị của U sau đó số chỉ của vân kế và của y. Sau đó mình sẽ vẽ đồ thị để xem coi là trong cái đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ vân kế này, tức là UA gì đấy, UAB hay là U mạch ngoài, để cho thông qua cái cường độ dòng điện y qua số chỉ của vân kế mình xem là đường gì. Nếu là đường thẳng nghịch biến, đúng không, nó sẽ tuân theo đúng cái hàm mà đại ta vừa có, thì chứng tỏ là gì, là cái xác nhận được cái điện ôm chúng ta là hoàn toàn phù hợp, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ làm như thế thôi nhá. Các bạn chịu khó dịch chuyển cái giá trị biến trở này khoảng 5-6 lần gì đấy, để ta có tầm khoảng 5-6 giá trị. Bạn nào mà làm cẩn thận thì cho lên 10 giá trị cũng được nhá. Còn chú ý là phải có thằng R0 này này. Tại sao có R0 ngay thì phải chú ý thêm một chút, là vì phải có cái điện trở nền R0 này. Mục đích là để cho cái cường độ dòng điện trong mạch này này nó giữ một cái giá trị có thể là vừa vừa thôi, đúng chưa? Nếu mà không có đấy thì khi đó cường độ dòng điện trong mạch nó lớn, các bạn mà gắp nước ampere kế vào đóng khóa K phát đấy là rất dễ hỏng ampere kế. Tại vì ta còn phải biết rõ được là cái chưa biết rõ được cái cường độ dòng điện trong mạch. Nếu mà bạn không có thằng R0 này, nó lớn hay nó bé mà lắp ampere kế vào rất nguy hiểm, hỏng ampere kế ngay. Cho nên chúng ta cần phải có cái giờ nền này. Các bạn chú ý nhé, đây là cái kinh nghiệm làm thực nghiệm để hạn chế việc hỏng các dụng cụ đo. Đấy. Còn chúng ta sẽ cần thay đổi cái biến trở R này là được rồi. Thì khi đó giờ mạch ngoài thay đổi mà số chỉ có vôn kế, số chỉ ampere kế sẽ thay đổi tương ứng, và bạn sẽ ghi lại. Các bạn sẽ vẽ đồ thị như thầy. Ta sẽ có đồ thị như thế này. Đây. Đây là một cái đồ thị từ kết quả thực nghiệm mà ta thu được. Ở đây thì thầy không đưa ra số liệu được chưa, mà muốn mô phỏng cho các bạn hiểu được là trong quá trình các bạn làm. Ví dụ chỗ này thầy làm được khoảng bao nhiêu giá trị đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giá trị, đúng không? Các bạn vẽ trên một cái tờ giấy đồ thị ODI, được chưa? Trục tung là trục hiệu điện thế mạch ngoài, được chưa? Còn trục hành đó là trục cường độ dòng điện, tức là số chỉ của ampere kế, được chưa? Bạn sẽ ghi thầy hoành tung, các bạn gióng lên, các bạn sẽ ra xác định được những cái điểm này này, được chưa? Đấy, các bạn làm thật sự cẩn thận vào. Và sau đó trên đồ thị các bạn sẽ vẽ một cái đường nối đi qua tất cả các điểm này, nối các điểm này, thì ta thấy ngay là gì, nếu mà bạn nào mà làm thực nghiệm cẩn thận chính xác ấy, thì kết quả thu được rất là đẹp, là cái đường nó sẽ gần như là đi qua được tất cả cái điểm mà các bạn xác định được ở trên đồ thị. Và thì khẳng định được cho thầy là mối quan hệ của U và mối quan hệ của Y với Y thì nó sẽ là một gì nhỉ, một hàm số bậc nhất, và cái hàm số này nó là hàm nghịch biến, được chưa? Y hệt với cái biểu thức mà lại ta vừa có, đúng không, là UN nó sẽ bằng gì nhỉ, xuất điện động E trừ cho Y nhân với điện trở trong. Đó là biểu thức nó sẽ tương ứng phù hợp với cái đồ thị này. Được chưa? Và có một số cái câu bài tập cũng sẽ liên quan đến quá trình làm thực nghiệm này, nên các bạn cũng phải để ý nhé. Tí chúng ta sẽ làm bài tập liên quan đến cái đọc đồ thị này. Còn bây giờ chúng ta làm với thầy một câu hỏi ví dụ trong sách giáo khoa của các bạn. Đó chính là câu C2. Được chưa? Là cái câu mà bổ trợ thêm cho các bạn về cái mối quan hệ của hiệu điện thế mạch ngoài qua cái gì đây, cái xuất điện động E và cường độ dòng điện Y, cùng theo đó là điện trở trong của nguồn. Thì ta thấy ngay này, công thức này ta vừa thu được, đúng không, từ cái nội dung của điện lực ôm, được chưa nào? Là ôm toàn mạch đấy, là có U ngoài thì bằng Y nhân R ngoài bằng xuất điện động E trừ cho độ giảm thế của mạch trong, tức là tích Y nhỏ, Y nhân với R nhỏ đấy. Thế thì từ cái hệ thức này người ta yêu cầu ta là hãy cho biết những trường hợp nào thì hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện bằng xuất điện động E của nó. À, tức là xem coi là trường hợp nào thì ta có được là U nó bằng E. Câu hỏi đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn nhìn này, U bằng E thì ta nhìn thấy ngay là khi nào? Thì rõ ràng là có một cách mà ta nhận biết được ngay, đó là khi gì nhỉ? Khi cái R nhỏ này nó bằng 0, đúng không? Đấy, đó là một cái cách. Là vì R nhỏ bằng 0 thì không nhân với Y thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 0 mà, thì ta sẽ có được là U nó bằng E. Ok chưa? Vậy ta có cách 1 nhá. Ta trả lời thầy luôn. Cách thứ nhất là để cho Y bằng gì? Y bằng không, R nhỏ bằng 0. R nhỏ nó bằng 0. Tức là cục pin ấy, khi đó phải điện trở trong là rất là bé. Được chưa? Thông thường thì phải là loại pin mới, được chưa? Nhưng mà gần như là điều này cũng là hơi hiếm. Các bạn đem cái vôn kế, các bạn đo hiệu điện thế giữa hai đầu cục pin con thỏ 3V xem. Không bao giờ mình sẽ đo giá trị 3V đâu. Cùng lắm là chỉ khoảng 2,9 mấy V thôi, được chưa? Đấy. Thì là vì nó có điện trở trong khác không mà. Còn trường hợp này là muốn cho U nó bằng E được ấy, tức là số chỉ vôn kế được 3V ấy, thì cái đó là cái pin rất là lý tưởng, nó phải không có điện trở trong, thì cái này thực tế là không xảy ra. Nhưng mà người ta đang hỏi lý thuyết thì ta cứ trả lời thầy, được chưa? Thì khi R bằng 0, tức là điện trở trong của nguồn nó không có đấy, thì ta có được có thể là U của
hai đầu nguồn, tức là u mạch ngoài luôn đấy, được chưa? Thì nó sẽ là bằng suất điện động E các bạn nhé, bằng suất điện động E. Đấy, được chưa? Còn một cách nữa, cách này thì chỉ là cũng mang tính chất là cũng là gần đúng đấy. Các bạn để ý này, Y có thể bằng không được không? Y bằng không được, có cách nào không? Có chứ, các bạn để ý nhé. Y này, được chưa? Nó sẽ phải xấp xỉ bằng không được. Khi nào biết đâu, ta vừa mới học xong cho thầy điện ôm, ta vừa có điện ôm này, là Y mình vừa mới học xong đúng không? Là bằng suất điện động E này, được chưa? E nhé, các bạn giờ E chia cho gì nhỉ? Chia cho điện trở toàn phần của cả mạch, tức là bằng giờ ngoài cộng với giờ gì đây? Cộng với giờ trong. Bây giờ mình muốn cho giữ cái thằng giờ trong này, thì cái thằng giờ ngoài này mình phải làm cho thế nào đó để cho Y rất bé? Thì chỉ cách là giờ ngoài phải rất lớn, được chưa? Các bạn dùng một cái loại vật dẫn nào đó có điện trở cực lớn, được chưa? Đấy, thì ta sẽ có được là khi cái thằng giờ N này rất lớn, các bạn chú ý rất lớn đấy, thì cái thằng Y của chúng ta đấy, được chưa, nó có thể xấp xỉ bằng mấy? Bằng không, được chưa? Đấy, và ta sẽ có được thầy là cái trường hợp thứ hai ta có được là khi Y nó bằng không thì cái tích Y giờ này cũng xấp xỉ bằng không, được chưa? Và ta cũng sẽ suy được ngay, tức là trường hợp này là R của mạch ngoài, được chưa, phải rất lớn các bạn nhé, phải rất lớn đấy, được chưa? Thì ta sẽ có suy được ngay thầy luôn là U, đúng không? Nó U mạch ngoài đấy, thì nó cũng xấp xỉ bằng gì đây? Bằng E. Đấy, các bạn nhớ nhé, bằng E. Được chưa? Các bạn chú ý E này thầy viết nó hơi hơi đấy một tí. Đấy, bằng E nhá. Đấy, rất đơn giản đúng không? Được chưa? Còn có hai cách về lý thuyết là như vậy. Thế còn trên thực tế thì khó mà làm được cái này, được chưa? Còn cái trường hợp cách hai thì dùng một cái điện trở rất lớn thì cũng có thể tạo được. Nhưng mà tất cả bọn chỉ là mang tính chất gần đúng thôi các bạn nhá. Ok chưa? Đây là một cái ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về cái hệ thức của U mạch ngoài thông qua suất điện động E và cường độ dòng điện đi kèm với loại điện trở trong. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy nhận xét một chút về cái nội dung điện trở ôm. Sau khi ta đã đưa ra được bộ thức rồi thì ta sẽ có nhận xét và xem coi là nó có ứng dụng thế nào trong một số trường hợp trong cuộc sống. Các bạn tiếp tục theo dõi thầy sang phần 2 lớn. Trong cái mục nhận xét này thì thầy sẽ đưa cho chúng ta hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là liên quan đến hiện tượng đoán mạch. Đây là một hiện tượng mà nó cũng diễn ra tương đối phổ biến trong cuộc sống đấy, đặc biệt là cái mạng điện gia đình chúng ta mà nếu xảy ra đoạn mạch thì rất là nguy hiểm. Vậy thì tại sao nó nguy hiểm, nó như thế nào? Thì các bạn xem xét cho thầy một cái ví dụ ở đây qua một cái thí nghiệm thầy cho. Ở đây là thầy có một cái ắc quy trì. Ắc quy trì này là một loại ắc quy mà có điện trở trong rất là bé nhé, được chưa? Các bạn sẽ nối trực tiếp hai đầu cực dương và cực âm của ắc quy trì qua một cái sợi dây dẫn là bằng trì, được chưa? Đấy, tạo thành cái mạch điện kín. Thì khi đó này, cường độ dòng điện đấy bạn theo qua dây chì nó sẽ lớn, làm cho cái sợi dây chì này nó có thể nóng sáng và thậm chí là nóng chảy, đúng không? Và lý do là vì cường độ dòng điện trong mạch này nó lớn. Vậy tại sao nó lại lớn thì thầy sẽ giải đáp luôn cho các bạn. Các bạn thấy không, nếu ta áp dụng điện trở ôm toàn mạch cho cái trường hợp này thì điện trở trong của ắc quy của ắc quy chì này nó bé, được chưa? Còn điện trở mạch ngoài là một cái sợi dây dẫn bằng chì thì có thể là điện trở nó là độ nhỏ đấy, và cường độ dòng điện Y trong mạch khi đó nó sẽ nào vậy đâu, nó sẽ là lớn nhất, đúng không? Các bạn để ý thầy, nếu điện trở mạch ngoài R nhỏ, tức là cái dây chì chúng ta lại coi như là một cái vật dẫn có điện trở không đáng kể, có thể bỏ qua được, rồi N xuất xỉ bằng không, thì khi đó cường độ dòng điện trong mạch kín nó sẽ là lớn nhất và Y nó sẽ là bằng suất điện động E chia cho điện trở R nhỏ, các bạn nhớ nhá. Vậy tại sao trong trường này lại có thể gây nóng sáng được, tức là cái Y này nó phải rất là lớn, đạt cái ngưỡng nào đó, đúng không? Đơn giản là vì sao, ắc quy này là ắc quy trì, cái R nhỏ này rất bé này, được chưa? Và dẫn đến thầy được cái Y này nó sẽ rất là lớn, có thể lên tới vài chục ampere, thì đương nhiên là nó gây ra cái hiện tượng tỏa nhiệt và phát sáng như thế này, và thậm chí có thể là gây đứt luôn nhá. Đấy, vậy thì cái hiện tượng mà cường độ dòng điện trong mạch lớn nhất khi điện trở mạch ngoài là không đáng kể, các bạn có thể nối trực tiếp hai cực của nguồn điện lại bằng một cái sợi dây dẫn, được chưa? Thì ta nói nguồn điện nó bị đoán mạch, các bạn nhớ nha. Đấy, rất là dễ, được chưa? Cụ thể thí nghiệm vừa rồi ta hiểu ngay. Bây giờ thầy đưa thêm một số cái thông tin cho các bạn hiểu rõ thêm một chút. Đối với một số các loại pin mà chúng ta dùng hàng ngày đấy, thì khi xảy ra đoạn mạch thì cái sợi dây dẫn chúng ta nó có thể nóng chảy được không? Thì cái này nó sẽ ít xảy ra hơn. Là vì lý do thì là biết đâu, là vì do có một số loại pin đấy thì cái điện trở trong nó cỡ vài ôm. Ví dụ pin con thỏ mấy vôn thì điện trở trong nó có thể cỡ 1-2 ôm. Được chưa? Cộng với việc là khi mà xảy ra đoạn mạch, đúng không? Tức là mạch ngoài nó bằng không đấy, xấp xỉ bằng không, thì cường độ Y trong mạch sẽ là E chia R. Nhưng mà cái E này của một số loại pin thông thường thì chỉ cỡ khoảng 3-4 vôn, giờ này thì cỡ 1-2 ôm, thế đâm ra là cường độ Y chúng ta cũng chỉ cỡ một vài ampere, thì đương nhiên là nó chả khó mà có thể gây tỏa nhiệt là gây phát sáng như trường hợp vừa rồi. Các bạn làm với trường hợp pin con thỏ nhá, còn lâu mà nó phát sáng thế này nhá,
Được chưa? Thế đâm ra là gì? Khi đoạn mạch thì y nó sẽ không quá lớn, nhưng nếu mà các bạn làm lâu như vậy đấy thì cái cục pin nó sẽ mau hết điện, đừng có dại và nghịch lâu nhá. Ok chưa? Rồi với trường hợp ắc quy trì thì cho luôn đây. Thì cái điện trở trong đấy nó khá là nhỏ, là cái thông tin này này các bạn này, giờ trong khá là bé. Thì đương nhiên là khi thấy cho đoạn mạch thì y nó bằng e chia cho r. Cái e của thằng ắc quy trì cỡ khoảng mười mấy volt, cộng với r thì cỡ khoảng 0,0 mấy ohm, mà chia nhau sẽ lên tới mấy chục mấy trăm ampe. Thì đương nhiên là gì? Cái nhiệt lượng tỏa ra rất lớn đúng không? Có thể gây cháy, gây nổ. Đấy bạn chú ý thầy, và có thể là hỏng ắc quy luôn. Các bạn nhớ nhá, ắc quy vừa rồi sẽ xong phát là hỏng đấy. Cho nên làm một tí thôi, làm lâu là hỏng ngay. Các bạn để ý thầy. Thế giờ với cái loại này thì nó có tác hại thế nào? Thì trong một số cái mạng điện gia đình đấy, thì nếu mà xảy ra hiện tượng đoạn mạch thì cường độ dòng điện chạy qua các phần tử điện tiêu thụ điện trong nhà nó sẽ tăng quá mức và sẽ làm gây hỏng hóc các thiết bị điện, gây cháy nổ đúng không? Cháy dây rồi dây lại bọc bởi cái nhựa cao su nó thì nó lại cháy thêm đúng không? Và gây ra rất là nguy hiểm. Nên để an toàn nhất thì chúng ta nên sử dụng mỗi một thiết bị điện thì có một cái cầu chì hoặc là một cái công tắc riêng nhá. Đấy. Khi mà xảy ra đoạn mạch thì nó tự ngắt nên làm ra nó sẽ không gây hỏng hóc cho các thiết bị điện. Hoặc là gì nhờ đi ra ngoài thì chúng ta không dùng điện nữa thì ta cũng nên tắt đi, đừng có mà để theo kiểu là chủ quan nhé. Hoặc là mỗi một nhà thì chúng ta nên dùng một số cái thiết bị điện ngắt tự động, cầu chì rồi automat, đó là những cái mà ta có thể giúp cho mạng điện chúng ta an toàn và khi xảy ra hiện tượng đoạn mạch thì không gây ra hiện tượng cháy nổ trong nhà. Các bạn chú ý loại này. Cái này nó có một số ứng dụng khác, ví dụ như là một số ắc quy của ô tô xe máy, và khi các bạn mà khởi động xe đấy thì khi lúc bạn khởi động xe chính là lúc mà chúng ta làm cho ắc quy của xe máy ô tô ấy, được chưa, là nó gì đây, nó bị đoạn mạch đấy, được chưa. Nên đâm ra là gì, các bạn bấm đấy, các bạn khởi động đấy thì chỉ bấm một vài lần thôi, được chưa đấy, và đương nhiên là cũng không được quá 2-3 giây. Các bạn nhớ nhá, mỗi một lần chúng ta bấm khoảng 1-2 lần, bấm mà lâu quá và nhiều quá thì sẽ một thời gian là hỏng ắc quy ngay, được chưa. Mà thay ắc quy ô tô là tốn tiền lắm đấy, nên các bạn phải chú ý, đây là những cái kinh nghiệm thực tế cả, được chưa. Như vậy ta đã tìm hiểu xong hiện tượng đoạn mạch, chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy tìm hiểu sang phần 2 nhỏ. Phần 2 nhỏ này thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về hiệu suất của nguồn điện. Thì như thầy vừa nói đấy, cái nguồn điện nó có điện trở trong, được chưa? Khi đóng vào mạch kín thì rõ ràng là cường độ dòng điện qua điện trở trong thì sẽ làm cho cái điện trở trong của nguồn điện là nó sẽ tỏa nhiệt. Vậy nó là một phần hao phí đúng không? Và chúng ta không muốn có nó nhưng mà bắt buộc lại phải gì? Phải chịu nó. Đơn giản là vì không có thiết bị điện nào mà lại không có điện trở cả, trừ khi ta dùng vật liệu siêu dẫn. Đấy. Nên đương nhiên là cái phần công của nguồn điện cung cấp ra cho bên ngoài thì nó sẽ bị giảm đi một lượng và gây ra cái vấn đề liên quan đến gì nhỉ? Nhiệt lượng có công có ích và công hao phí. Đi kèm với đó là công toàn phần của nguồn điện thì ta sẽ có bài toán về hiệu suất. Và trường hợp này hiệu suất nguồn điện được xác định như thế nào? Các bạn tập trung vào bạn sẽ thấy ngay. Được chưa? Xác định thầy cái công toàn phần của nguồn điện đúng không? EIT. Rất đơn giản rồi. Đúng không ạ? Bây giờ cái phần công có ích là cái phần cung cấp cho mạch bên ngoài chứ không phải là cái điện trở trong của nguồn nữa. Vậy thì công có ích lúc này được sản ra mạch ngoài được xác định là U nhân Y nhân T. Các bạn học rồi, đúng không? Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch, được chưa? Thì bằng hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, được chưa? Tức là mạch ngoài chúng ta đây nhân với cường độ dòng điện nhân với thời gian mà chúng ta đang xét, được chưa ạ? Đấy, từ đó mình suy được ngay hiệu suất sẽ là lấy công có ích chia cho công toàn phần. Các bạn lấy cái này chia cái này thầy, được chưa? Bạn rút gọn được ngay không? Đúng không? Rút gọn được gì? Y mất này, T mất này. Và nó chính là bằng U mạch ngoài ta chia cho gì đây? Suất điện động của nguồn điện. Đây là cách tính nhanh về hiệu suất của nguồn điện. Các bạn nắm rõ được như thầy, rất dễ thành lập đúng không? Không có gì cao siêu cả. Ok chưa? Đấy, chú ý thêm này. Nếu như cái mạch ngoài này của chúng ta nó là chỉ gồm các cái vật dẫn có điện trở, được chưa? Và tác dụng của chúng là tác dụng tỏa nhiệt đấy, thì người ta có thể tìm được một cách tính khác của hiệu suất H. Được chưa? Ta sẽ làm được ngay thầy như sau. Đây. Nếu mạch ngoài chỉ có R thì ta sẽ có được có thể là áp dụng ôm cho đoạn mạch này. Mạch chỉ có R, bạn học lớp 9 rồi đúng không? Thì Y nó bằng U nhân với gì đây? U nhân với R. Được chưa? Thì các bạn thay vào thì có được ngay này. Y bạn rút gọn đi. Được chưa? Thì ta sẽ có được là còn RN. Tức là bạn để ý thầy một chút đây. Là ta có UN thì nó sẽ là bằng gì nhỉ? Y nhân với RN. Đúng chưa? Đấy. Còn cái thằng suất điện động E thì mình vừa học ôm toàn mạch rồi, thì ta sẽ có được cái hệ quả là gì nhỉ? E đúng không? Đấy. Nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ là bằng Y nhân với điện trở toàn phần của cả mạch, là bao gồm có R ngoài cộng với gì nhỉ? Cộng với R trong. Đấy. Thì mình lấy hai cái này mình chia nhau thì có phải Y nó mất đi không? Thì nó sẽ còn là R mạch ngoài chia cho R toàn phần. Đương nhiên là bạn nào muốn để phần trăm thì nhân 100% của thầy.
không thì để thế này cũng được, chả sao. Rất là cơ bản đúng không, về hiệu suất của nguồn điện. Như vậy ta đã hoàn thành xong cho thầy cái nội dung về điện ôm cho tạp mạch, cùng với đó là một số nhận xét. Bây giờ chúng ta cùng thầy làm một số bài tập ví dụ để củng cố lại bài học. Chúng ta cùng thầy quan sát một số bài tập ví dụ nhé. Ví dụ câu 1 của các bạn là thầy trích từ câu 4 sách giáo khoa. Chọn câu trả lời đúng, nó là một câu trắc nghiệm. Trong mạch điện kiến, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở ZN, tức là giờ ngoài của mạch ngoài. Trong 4 đáp án ABCD của chúng ta, thì giờ muốn trả lời được câu hỏi này thì chắc chắn chúng ta cần phải đưa được cho thầy cái biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài, nó thông qua cái thằng ZN này. Rồi mình sẽ đánh giá cho thầy là khi ZN này tăng thì U ngoài như thế nào, rồi ZN giảm thì U ngoài như thế nào, là chọn được ngay đáp án, được chưa? Thì ta sẽ áp dụng cho thầy cả đây được ôm toàn mạch vào đây nữa. Nhưng trước khi áp dụng ôm toàn mạch, chúng ta phải nhớ một điều là cái mạch ngoài này của chúng ta đấy là nó chỉ có điện trở R ngoài thôi. Thì ta sẽ có được ngay cái biểu thức tính UN theo kiểu thông thường nhất mà ta có, đó chính là cường độ dòng điện I nhân với gì nhỉ? Nhân với điện trở của mạch ngoài. Các bạn nhớ thầy cái này nhá. Được chưa? Và đi kèm với đó này là ta sẽ vận dụng thêm cho thầy định luật ôm toàn mạch để xác định cái biểu thức của I này. Giờ nó phụ thuộc như thế nào vào xuất điện động E, điện trở ngoài và điện trở trong. Thì mình vừa học xong rồi, mình sẽ có được ngay I nó sẽ là bằng E, các bạn nhớ nhá, E xuất điện động đấy, chia cho điện trở toàn phần của cả mạch đúng không, là bao gồm của giờ ngoài cộng với giờ gì đây, cộng với giờ trong. Các bạn đem thay nó vào đây thầy, được chưa? Các bạn suy được ngay thầy cái biểu thức của UN nào. Các bạn thay luôn thầy nhá, E nhân với giờ N đúng không đấy. Như vậy tử số nó sẽ là E nhân với giờ N đấy, chia cho giờ toàn phần là giờ N cộng với giờ gì đây, cộng với giờ nhỏ. Thế để đánh giá được là cái UN này nó như thế nào thông qua cái thằng ZN này, thì cách làm thông thường mà tốt nhất là chúng ta sẽ nên đưa cái tử số này cho nó không còn biến số. Biến số cần khảo sát là ZN mà, thì mình sẽ chia làm sao cho mất cái thằng ZN đi. Thì cả tử số và mẫu số mà cùng chia cho ZN, được chưa? Thì các bạn sẽ chia lần lượt thôi, đúng không? Thì biểu thức phân số nó không thay đổi gì cả nhá. Các bạn chia này, tử số các bạn chia ZN thì nó sẽ vẫn còn lại ở trên tử là E, ok chưa? Mẫu số này đem cả cái này chia ZN thì tách thành hai phân số thầy, ZN chia RN thì còn một đúng không? Đấy. Giờ nhỏ mà chia ZN thì mình sẽ để nguyên là R nhỏ chia cho ZN. Đấy. Đến đây ngon lành chưa? Tử số là không thay đổi rồi. Thế giờ chỉ còn cái mẫu số này nó chứa cái thằng giờ lớn N này thì mình đánh giá được ngay là vì xuất điện động E và điện trở E trong là nó không thay đổi rồi mà. Người ta thật đánh giá thầy nhá. Nếu như cái RN này của chúng ta mà nó gì nhỉ? Nó tăng. Đúng chưa? Thì cái phân số này này nó sẽ bị giảm, đúng không? Cái thằng tỷ số của R nhỏ chia cho R lớn N thì nó sẽ bị giảm. Như vậy là cái phân số này giảm thì cả cái mẫu số tức là cộng với 1 thế này thì cái mẫu số này nó thế nào? Nó sẽ giảm. Đúng không? Nó giảm thì cả cái phân số này có thể nó sẽ tăng không? Tại vì tử số không đổi mà chia cho mẫu là một số bị giảm đi thì phân số nó phải tăng lên, tức là UN này nó sẽ tăng. Bạn suy được ngay thầy là UN, được chưa? Nó sẽ tăng. Đấy, rất nhẹ nhàng nhá. Tương tự như vậy, nếu như ZN này mà giảm thì UN nó sẽ bị giảm. Vậy bạn chọn đáp án nào thầy? Đáp án A, ok chưa? UN tăng khi ZN tăng, còn cái thằng còn lại là sai hết rồi, được chưa? Đó là câu để chúng ta nắm rõ được cho thầy cách vận dụng để ôm, và kèm với là kỹ thuật đánh giá tăng giảm. Thì hãy cứ nhớ cách làm của thầy, làm sao cho cái tử số ấy nó không còn chưa biến số, và mình sẽ khảo sát ở dưới mẫu cho nó dễ làm. Các bạn chú ý nhé. Như vậy xong thầy câu số 1, các bạn tiếp tục với thầy sang câu số 2. Câu số 2 của thầy là cho mạch điện như hình vẽ này các bạn này. Cho biết điện trở R1, R2, R3 là 1, 5, 12. Như vậy là mạch ngoài của chúng ta, các bạn để ý ngay, nó sẽ có 3 điện trở và nó mắc theo kiểu là gì các bạn biết rồi, lớp 9 học rồi đúng không? Có hai nhánh này, nhánh R3 song song với nhánh R12 nối tiếp. Đấy, rất là dễ rồi nhá. Ta hoàn toàn tính được cho thầy cái giờ mạch ngoài này ngay bằng phương pháp tính điện trở tương đương trong chương trình lớp 9. Tí nữa thầy nhắc lại cho các bạn luôn. Còn bây giờ là gì nhỉ? Nó cho thêm ra xuất điện động E rồi, điện trở trong rồi, bỏ qua điện trở của dây nối. Vậy coi như là tất cả cái dây nối này không có điện trở, mình chỉ tập trung vào điện trở bài nó cho thôi. Bây giờ câu A là gì nhỉ? Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3. Vậy U giữa hai đầu R3 thì nó chính là U gì các bạn nhỉ? U giữa hai cái điểm AB ở đây. Được chưa? Mà UAB của chúng ta đấy nó cũng chính là U giữa hai cực của nguồn điện. Vậy có nghĩa nó là U ngoài. Vậy muốn tính U ngoài thì ta cần phải xác định được cường độ dòng điện của mạch chính ở đây.
Ví dụ cái độ dòng điện mạch chính đây là Y, đúng không? Y. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy Y này ra nhân với R ngoài là ra được ngay U của mạch ngoài, và cũng chính là UR3 là điện mạch mắc song song mà. Được chưa? Vậy bạn sẽ trả lời được cho thầy câu A luôn nhá. Nào, câu A của chúng ta là gì nhỉ? Ta có được là R3, đúng không? Nó mắc song song với gì nhỉ? Với R1, nối tiếp với R mấy? Nối tiếp với R2. Ok chưa? Thì đương nhiên các bạn đã suy được ngay thầy luôn là U3 cần xác định nó chính là bằng U gì luôn? U của mạch ngoài. Được chưa? Chính là bằng UAB. Các bạn nhớ nhá. Đấy. Và nó cũng sẽ bằng gì luôn? Bằng cường độ dòng điện mạch chính nhân với R của mạch ngoài. Ok chưa? Bây giờ mạch ngoài này thì mình sẽ áp dụng công thức tính điện trở của mạch mắc song song là bằng tích của điện trở hai nhánh rồi chia cho tổng điện trở của hai nhánh, đúng không? Cái này học ở lớp 9 rồi, người ta sẽ có được ngay thầy này. RN, đúng không? Nó gồm có hai nhánh là R3 song song với nhánh R12 thì sẽ bằng tích của điện trở hai nhánh là R3 nhân với điện trở của nhánh ở dưới là hai thằng mắc nối tiếp, thì điện trở bằng tổng điện trở cộng lại, tức là bằng R1 cộng với R mấy nhỉ? Cộng với R2. Rồi chia cho tổng điện trở của hai nhánh, được chưa? Sẽ là R3 cộng với R1. Đấy. Rồi mình sẽ cộng với R mấy? Cộng với R2. Được chưa? Các bạn thay số vô và bấm máy thầy luôn, chứ còn không cần lấy viết số liệu cho mất thời gian nhá. Bây giờ bấm máy thầy luôn nào. Là tử số ta là R3 là 12. Còn R1 cộng với R2 là 1 cộng với 5, đúng không? Đấy, 1 cộng 5. Và mẫu số là lấy 3 thằng cộng lại 12 cộng 1 cộng 5 là ra được 4 ohm, được chưa? 4 ohm. Đấy. Rồi, bây giờ ta cần phải tính được cho thầy cái cường độ dòng điện Y trong mạch chính ở đây. Thì ta lại có được cho thầy là áp dụng điện ohm cho toàn mạch. Các bạn viết lời giải vào nhá, thầy viết luôn công thức thôi. Y nó sẽ là bằng E, đúng không? Chia cho điện trở toàn phần là R ngoài cộng với R trong. Đấy. Được chưa? Mà E bài cho là 3V. Bạn nhập số luôn thầy, 3. Còn mẫu số ta là giờ ngoài là 4 này, cộng với giờ trong là 1. Như vậy là 3 phần 5 ampere, tức là bằng 0,6 ampere. Đấy, và ta suy được ngay thầy luôn, U3 chính là U ngoài. Được chưa? Và bằng Y nhân với giờ ngoài. Thì bạn thay thầy là bằng 0,6, được chưa? Nhân với mấy nhỉ? Nhân với 4. Thì sẽ là bằng bao nhiêu? Bằng 2,4 đúng không? 2,4V. Đấy, 2,4V. Đấy, như vậy là xong câu A thầy. Ok chưa? Rồi chúng ta xem cho thầy câu B nào. Tính công suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện. Thì cái này đơn giản rồi, được chưa? Các bạn tính luôn với thầy sang bên này. Đây là vôn nhá các bạn nhá, vôn. Đây, giờ thầy sẽ viết sang bên này chúng ta luôn. Là công suất của mạch ngoài thì ta sẽ có được cho thầy là học ở bài học số 8 rồi, đúng không? Công suất mạch ngoài thì ta có được là nó là gồm có mỗi cái điện trở thôi mà, R ngoài đấy, nó tỏa nhiệt, đúng không? Thì ta sẽ có công thức là B của mạch ngoài nó sẽ là bằng Y bình, được chưa? Nhân với R gì các bạn? Nhân với R ngoài. Đấy, rất là nhẹ nhàng thôi. Thay số bấm thầy luôn. Y là bằng 0,6 bình phương nhân với R ngoài là bằng 4. Thì ra thầy là 1,44W. Bạn nhớ nhá, 1,44W. Đấy, thế là xong một ý. Ý thứ hai là hiệu suất của nguồn điện. Mình cũng vừa mới học xong, mình sẽ vận dụng luôn. Nào, ta có hiệu suất của nguồn điện. Trong trường hợp này mạch ngoài là nó chỉ có các điện trở là R ngoài luôn rồi. Thì mình sẽ vận dụng ngay thầy cái công thức cuối cùng mà thầy cho các bạn đấy. Là H của nguồn điện đây này. Hiệu suất nguồn điện nó sẽ bằng gì nhỉ? Bằng R ngoài, đúng không? Chia cho R toàn phần là R ngoài cộng với R gì? Cộng với R trong. Và đương nhiên là nếu để phần trăm thì nhân với 100% cho thầy. Ok chưa? Và sau đó mình bấm số liệu thầy bằng bao nhiêu? R ngoài là 4 này, được chưa? Chia cho R toàn phần là 4 cộng 1, đúng không? 4 cộng 1 là bằng 5. Rồi, nhân 100% thầy là 80%. Đấy, 80%. Đấy, một câu rất là cơ bản để cho các bạn vận dụng thành thạo thầy điện lực ôm, được chưa? Và công thức hiệu suất của nguồn thì các bạn chịu khó xem thêm thầy. Còn sau này có nhiều bài toán khác là cái mạch ngoài này nó sẽ chứa những cái điện trở mắc theo kiểu hỗn tạp cũng khác. Thì ta sẽ vận dụng cái cách tính điện trở của các mạch nối tiếp, các mạch song song và mạch hỗn tạp nối tiếp với song song. Các bạn làm bình thường thôi, không vấn đề gì cả nhá. Còn là chú ý thầy là người ta hỏi U có đối tượng nào. Ví dụ ở đây là UR3 thì chính là U mạch ngoài. Còn sau này họ sẽ bắt tính U1, U2 thì bạn đã tính tiếp cho thầy cường độ dòng điện trong mỗi nhánh. Được chưa? Và xin được ngay thầy hiệu điện thế trên mỗi đầu điện trở R. Tương tự như bài toán của lớp 9.
Còn bây giờ ta sẽ tiếp tục với thầy sang một câu nữa nhé, là câu số 3. Chúng ta cùng thầy theo dõi câu số 3, thầy trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 để cho các bạn hiểu được một điều là cái nội dung này là nội dung hoàn toàn có thể ra được trong đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học, nên các bạn không được chủ quan. Như bạn lớp 11 báo là bây giờ chưa cần học là sai lầm hoàn toàn. Các bạn nên học chắc, học kỹ từ bây giờ thì sau này chúng ta thi mới nhàn được nhá. Câu này là gì đây? Để xác định điện trở trong R nhỏ của một cái nguồn điện. Như vậy đó là một câu thực nghiệm đấy. Một học sinh mắc mạch điện như hình bên. Đây các bạn này, hình bên đây. Có một cái nguồn điện này, được chưa? Có một cái điện trở đèn giờ không này, được chưa? Và có cái ampere kế đo dòng mắc nối tiếp luôn và nối vào cái biến trở R. Có một con chạy C, có cái vôn kế B là đo hiệu điện thế giữa hai đầu gì đây? À, hai đầu này, hai đầu AB đi. Đây là A, đây là B, được chưa? Và nó cũng chính là hai cực của nguồn điện nối với thằng R0 này này, tức là có thêm cái R0 bên trong, chứ không phải là nối mình vào hai cái đầu nguồn như trường hợp mà thầy cho các bạn trong cái phần khảo sát thực nghiệm đấy. Ở cái phần liên quan đến điện ôn mà thầy nói cho các bạn là khi đó thầy sẽ đo U giữa hai đầu cực nguồn điện cơ, nhưng đây thầy lại có thêm cái R0 vào trong, chẳng sao cả, được chưa? Thì mình quen như là cái nguồn này nó có thêm một cái thằng R0 nối vào thôi mà, đúng không ạ? Đấy, bây giờ là gì nhỉ? Đồ thị kết quả thu được này, khi bạn đóng khóa K nhá, khóa K đóng khóa K này cho con chạy C nó thay đổi thì cái thằng biến trở thay đổi giá trị, thì cái đó cái số chỉ có vôn kế, số chỉ ampere kế sẽ thay đổi, và cứ mỗi một cặp giá trị như vậy các bạn sẽ vẽ trong cái đồ thị của U theo Y, được chưa? Chú ý đơn vị nhá, đây là vôn còn Y là miliampere, thì ta có cái đồ thị như hình vẽ đây các bạn, này là hình số 2 đây đấy. Bây giờ điện trở có vôn kế thì rất là lớn, vậy mình coi như là vôn kế này nó điện trở không tham gia mạch điện mà nó chỉ có chức năng là đo điện áp giữa hai đầu A và B, hiệu điện thế giữa hai đầu đấy. Và ampere kế thì họ không nói là lý tưởng, đấy có nghĩa là ampere kế này là vẫn có điện trở nhá, các bạn cứ nhớ thế. Trừ khi nào họ hỏi là lý tưởng thì các em mới được dùng là gì, là giờ ampere kế nó bằng không đấy. Bây giờ là gì nhở? À, giờ không đây họ cho là 13 ohm này, nhưng thằng này biết giá trị rồi nhá. Giá trị trung bình của R nhỏ được xác định bởi thí nghiệm này là, ta cần dựa vào cái số liệu trên đồ thị để ta xác định được R nhỏ. Thì muốn làm điều này thì ta cần phải đưa ra cái biểu thức liên hệ giữa U là hai đầu AB thông qua gì? Thông qua cường độ dòng điện. Thì ta sẽ có thầy, mình sẽ áp dụng cho thầy cái nội dung của định luật ohm bằng cách là gì nhỉ? Là hiệu điện thế của mạch ngoài, đúng không? Bằng suất điện động E trừ cho cái độ giảm thế ở bên trong nguồn. Nhưng trường hợp này nó có thêm cái thằng giờ không vào R nhỏ thì ta sẽ có được ngay thầy hệ thức như sau, là U AB nó chính là bằng U không? Được chưa? Và nó sẽ bằng gì bạn nhỉ? Bằng suất điện động E của nguồn này, được chưa nào? Trừ đi cái gì? Trừ đi cái độ giảm thế ở bên trong cái đoạn mạch của nguồn đây các bạn này, là gồm có suất điện động E nối với thằng R0, được chưa? Thì khi đó sẽ là bằng E trừ cho Y, đúng không? Nhân với này R0 đấy, cộng với gì các bạn? Cộng với R nhỏ. Mình cứ tưởng tượng như là cái thằng R0 này nó bổ trợ thêm cho cái điện trở của nguồn thôi, để mình có một cái bài toán là hiệu điện thế giữa hai đầu của nguồn điện, đúng không? Bằng suất điện động E trừ cho cái độ giảm thế ở bên trong nguồn. Đấy, bạn nhớ hay là mạch trong, mình quay thế này thầy nhá. Như vậy thấy ngay không? U thông qua Y rõ ràng nó là một hàm số bậc nhất và nghịch biến. Là vì đây có dấu trừ thì cái hệ số của thằng Y này bị âm, thì hoàn toàn phù hợp đồ thị chưa? Bây giờ các bạn chỉ cần làm gì thôi, là đường thẳng đây cần mấy điểm? Cần 2 điểm thôi là xác định được cho thầy các cái hệ số tương ứng rồi. Bây giờ mình sẽ chọn thầy hai điểm đẹp nhất trên đồ thị nhé. Đây thầy có một điểm đây này, một điểm này đẹp nhất này, bạn khoanh vùng lại nhé. Đấy, nó nằm ngay chỗ giao điểm luôn của các cái đường ô vuông, thì cái chỗ này nó sẽ là mấy ô đây? 1 2 3 4 5 ô thì là 50, vậy thì 4 ô chỗ này sẽ là 40, được chưa? Cái này sẽ là 40 đây đấy, còn bên này nó sẽ là 1 2 3 4 5 ô thì là 0.5 vôn, thì một ô sẽ là 0.1, vậy thì 4 ô này nó sẽ là 0.4. Đấy, vậy là có một điểm chưa? Điểm thứ hai thầy có nào, là điểm nào? Các bạn có thể lấy một cái điểm nó gần gần sát vào thầy. Ví dụ như là cái điểm này, bây giờ điểm này cũng được, đúng không? Điểm này. Đấy, chỗ này là 60 đúng không? Này là 60. Và giống thứ bên này nó sẽ là 0.1 V. Đấy, vậy có hai điểm đúng không? Thì mình thay vào thôi, mình thay vào hệ phương trình này. Nó sẽ có hệ này, các bạn thay nhá. Thay luôn thầy này. Chọn thầy thứ nhất là U ở đây là 0.4 trước. Thì sẽ có là 0.4 này bằng này đấy. E thì ta chưa biết, ta cứ viết nguyên thầy này, trừ cho Y tương ứng là bao nhiêu, là 40, thì 40 sẽ là đổi sang miliampere, nó sẽ là 0.04 đúng không? 40 mà chia cho 1000 mà đúng không, thì là 0.04 đấy.
Giờ không thì các bạn thay thầy bằng 13 luôn nhá. Là 13 cộng với R nhỏ. Đấy. Tương tự, điểm thứ hai là U là 0,1. 0,1 bằng xuất điện động E trừ cho Y ở đây là 60 mA, tức là 0,06 A. Các bạn nhớ là dùng đơn vị chuẩn đấy. Giờ không là 13 cộng với R nhỏ. Bài yêu cầu chúng ta là tìm giờ nhỏ đúng không? Thì mình sẽ làm khứa cái thằng E đi thôi. Thì các bạn sẽ trừ theo vế, lấy thằng trên trừ thằng dưới. Đó, trừ theo vế, 0,4 trừ 0,1 thì còn 0,3. E với E nó mất, được chưa? Vậy thì trừ 0,04 với cộng 0,06 thì là còn 0,02. Thì sẽ là bằng 0,02 đấy, nhân với 13 cộng với R nhỏ. Thế là mình sẽ tìm được ngay thầy cái giá trị trung bình R nhỏ thôi nhá. Bấm máy thầy luôn, được chưa? Sẽ là 0,3 chia cho 0,02 bằng 6 trừ đi 13, trừ 13 bằng 2 luôn. Đấy. Như vậy là giá trị trung bình của R trong trường hợp này là bằng 2 ohm. Đấy. Thế là xong. Chọn đáp án nào có thể nhỉ? Đáp án C đúng không? Đấy, C. Đấy. Như vậy là một câu ấy làm rất là nhẹ nhàng. Nhưng mới đầu các bạn nhìn vào thì các bạn bỏ chạy, các bạn không làm, các bạn thấy cái đồ thị phức tạp, các bạn không suy nghĩ. Các bạn thấy cái sơ đồ này, cái đồ thị cho này không biết là cái gì. Được chưa? Thì các bạn chú ý là những cái bài tập về đồ thị trong thực nghiệm đấy thì gần như họ đưa về dạng đường thẳng. Thì muốn xử lý nó chỉ cần tìm được cái mối quan hệ của U thông qua gì? Thông qua Y, thông qua trục tung, thông qua trục vành. Thế là được nhá. Sau này có nhiều bài tập khác liên quan đến thực nghiệm nữa thì trong quá trình học các bạn sẽ được tiếp tục tiếp cận luôn. Còn bây giờ bài học này thì thầy chỉ nhắc lại cho các bạn và các bạn hiểu rõ được cái cách khai thác đồ thị như thế nào. Được chưa? Và coi như đây là cái bài tập cuối của cái bài học số 9 hôm nay. Thì các bạn chịu khó xem lại lý thuyết và tìm hiểu thêm các bài tập trong sách giáo khoa và bổ trợ thêm. Còn bạn nào mà muốn lời giải chi tiết của các bài tập đấy thì xem ở trên cái kênh YouTube của Vietjack, phần bài giải sách giáo khoa mà thầy đã có quay trên giấy cho các bạn rồi. Hoặc là xem lời giải trực tiếp trên web, thầy cũng đã chỉnh sửa cho các bạn rất đầy đủ. Và sau đó các bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị với thầy sang bài học số 10. Còn bây giờ xin chào các bạn. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.